Gặp riêng Tổng thống Joe Biden, có phải Việt Nam đang âm thầm đi đêm với Mỹ tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ? Các bạn thân mến, trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, rất nhiều ý kiến cho rằng nếu có bất kỳ một cuộc gặp riêng nào ngoài phạm vi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN thì sẽ tạo ra mầm mống của việc đi đêm. Cho nên, sự kiện sẽ không có cuộc gặp gỡ song phương nào. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của tình hình thế giới hiện tại thì mọi dự báo đều có thể thay đổi, thậm chí là đảo ngược. Và đúng là như vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Vậy câu hỏi đặt ra là, có phải Việt Nam đang phá vỡ nguyên tắc của ASEAN hay không, trong khi Tổng thống Mỹ khó có thể gặp riêng 9 vị nguyên thủ còn lại? Để lý giải cho vấn đề này, trên trang báo Foreign Policy đã có bài viết với tiêu đề "Quan hệ với Việt Nam là một chiến thắng thầm lặng của Hoa Kỳ". Tác giả Brian Ayler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, đã phân tích về mối quan hệ Việt-Mỹ. Ông cho rằng không nhất thiết phải vội vàng thực hiện thủ tục nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, vì như thế cả hai bên đều rơi vào thế khó. Thay vào đó, hãy tập trung vào hợp tác kinh tế, thương mại để tạo dựng lòng tin thông qua các cuộc gặp gỡ trước tiên. Sau đây, admin xin được lược dịch nội dung bài báo để quý vị khán giả cùng theo dõi. Các quan chức Hoa Kỳ, trong đó có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lần gần đây nhất là Mark Knapper, đang kêu gọi nâng cấp chính thức lên quan hệ đối tác chiến lược từ hiện trạng đối tác toàn diện để đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới. Việc nâng cấp lên đối tác chiến lược đồng nghĩa với việc tăng cường nguồn lực cũng như có khả năng kéo theo nhiều hoạt động liên quan đến quốc phòng hơn, bao gồm cả việc bán thiết bị quân sự của Mỹ cho Việt Nam, trong bối cảnh lệnh cấm vận trước đó được dỡ bỏ. Việc nâng cấp có thể và cũng nên diễn ra vào thời điểm thích hợp. Và thực tế thì sự hợp tác hiện tại về an ninh hàng hải và năng lực nhận thức trên các lĩnh vực hàng hải cho thấy, thực tế, Hoa Kỳ và Việt Nam vốn đã có một mối quan hệ chiến lược. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh đề nghị này trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì có thể sẽ phản tác dụng. Những người theo chủ nghĩa cứng rắn ở Hà Nội đang rất lo lắng về khả năng Hoa Kỳ sử dụng Việt Nam làm bàn đạp để tăng sức ảnh hưởng Đông Nam Á. Một số người ở Hà Nội tin rằng, mặc dù đã 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, nhưng Hoa Kỳ vẫn muốn thúc đẩy diễn biến hòa bình, dẫn đến cuối cùng, vai trò của Đảng Cộng sản bị giảm sút. Bởi vậy, mọi hình thức tiến triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể chậm lại. Bằng cách tập trung vào thực chất, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có thể nhấn mạnh các lĩnh vực thỏa thuận cùng quan tâm. Còn nhiều công việc quan trọng hơn phải thực hiện. Nền kinh tế Việt Nam đang công nghiệp hóa nhanh chóng trong một hoặc hai thập kỷ nữa. Việt Nam có thể đóng vai trò tương tự như Hàn Quốc trong mối quan hệ kinh tế với thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ. Đưa ra một hiệp định thương mại tự do không phải là một động thái nên làm nếu xét về mặt chính trị với tình cảnh hiện tại. Nhưng khi các phái đoàn gặp nhau ở Washington, hai nước có thể hướng tới những thỏa thuận thực chất thông qua các hiệp định khung về thương mại và đầu tư, đồng thời bao hàm các khía cạnh của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào chuỗi cung ứng an toàn và hợp tác kỹ thuật số. Những nỗ lực này sẽ là nền tảng của một quá trình mà đích đến cuối cùng vẫn là một hiệp định thương mại tự do song phương. Hoa Kỳ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu về khắc phục hậu quả chiến tranh bằng việc Quốc hội phân bổ kinh phí hàng năm cho chất độc màu da cam và cung cấp dịch vụ cho các thế hệ trẻ em và người già bị ảnh hưởng bởi chất độc dioxin. Về cơ bản, nên chuyển hướng sang việc cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân chất độc màu da cam và hợp tác tìm kiếm hài cốt của hàng trăm nghìn người Việt Nam thiệt mạng trong cuộc xung đột. Việt Nam cũng có thể hỗ trợ Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực giải quyết những vấn đề ở nước láng giềng là Lào và Campuchia, xây dựng lòng tin cần thiết ở các quốc gia gần gũi với Việt Nam trước đây nhưng có quan hệ khó khăn với Hoa Kỳ. Ngoài ra, sự hợp tác sâu sắc về an ninh khí hậu Việt-Mỹ có thể lan rộng nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng ở các quốc gia khác, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam với tư cách là một nước dẫn đầu khu vực. Có thể nói rằng, hai nước đi đến được đây là một sự kiên nhẫn về vấn đề xây dựng lòng tin và chiến lược. Tập trung và tăng cường trong các lĩnh vực cùng quan tâm và liên kết chúng, chẳng hạn như thương mại và đầu tư, di sản chiến tranh và khí hậu, sẽ làm sâu sắc mở rộng mối quan hệ Việt-Mỹ, đưa mối quan hệ này tiến gần hơn đến việc nâng cấp chính thức. Điều này cũng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và địa chính trị mạnh mẽ cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại, chúng ta hãy tránh những căng thẳng không cần thiết và thực hiện nâng cấp khi đến thời điểm thích hợp. Thưa các bạn, trên đây là nguyên văn nội dung bài báo trên trang Foreign Policy. Theo ý của tác giả,
một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Mỹ có thể được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể trước, rồi sau đó mới tuyên bố bằng văn bản cũng không phải quá muộn. Tiếp nữa, mối quan hệ này không nhất thiết phải suốt ngày viện trợ cho nhau hay những cuộc tập trận phổ trường, mà hai nước nên siết chặt mối quan hệ bằng các hợp tác thương mại song phương, giải quyết hậu quả chiến tranh và chống biến đổi khí hậu. Đây đều là những vấn đề Việt Nam quan tâm hàng đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nếu Mỹ thực tâm muốn phát triển quan hệ theo con đường này, thì Việt Nam nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng cái mà người ta lo sợ là Mỹ luôn đi kèm những điều kiện ràng buộc về chính trị. Hơn thế nữa, nếu Mỹ can thiệp quá sâu vào Việt Nam thì có phải đang tạo cơ hội cho họ tạo lập một bộ phận người dân thân Mỹ chờ đợi cơ hội lật đổ chính quyền hay không? Các nước lớn luôn muốn thâu tóm các nước nhỏ trở thành chư hầu cho mình. Bởi vậy, mối quan hệ Việt-Mỹ nói riêng cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước lớn nói chung còn tùy thuộc vào việc thái độ của các anh thực tâm tới đâu. Nếu các anh tốt thì hợp tác vui vẻ. Chừng nào các anh nhất định phải đứng ở bề trên muốn kiểm soát nước tôi thì đừng hỏi tại sao Việt Nam luôn đề phòng cẩn thận. Trước đó, đã có nhận định cho rằng, theo dự kiến thì Tổng thống Mỹ sẽ không hội kiến với Thủ tướng Việt Nam vì hai lẽ. Thứ nhất, Thủ tướng Việt Nam là một trong 10 nguyên thủ quốc gia ASEAN dự hội nghị đặc biệt Mỹ-ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN. Nếu Tổng thống Mỹ hội kiến riêng với Thủ tướng Việt Nam, thì ông ta cũng sẽ phải hội kiến riêng với nguyên thủ quốc gia của 9 nước còn lại trong cộng đồng ASEAN. Điều này là bất hợp lý. Và ở tình hình hiện tại, thì Tổng thống Mỹ cũng khó có đủ sức khỏe, thể chất hay tinh thần để thực hiện liên tiếp 10 cuộc hội kiến song phương ấy trong một thời gian ngắn. Thứ hai là nguyên thủ các quốc gia ASEAN đều nhất trí rằng sẽ chỉ có một cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ với tất cả các nguyên thủ quốc gia ASEAN một cách công khai, ba mặt một lời. Bởi đây là hội nghị giữa Mỹ và toàn thể cộng đồng ASEAN, nên nếu có bất kỳ một cuộc gặp riêng nào ngoài phạm vi hội nghị lần này, thì sẽ tạo ra mầm mống của việc đi đêm, phá vỡ nguyên tắc đồng thuận của ASEAN. Vì vậy, các quốc gia ASEAN nếu muốn đàm phán song phương với Mỹ thì cần chờ đến một dịp khác ngoài khuôn khổ của hội nghị này. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của tình hình thế giới hiện tại thì mọi dự báo đều có thể thay đổi và thậm chí là đảo ngược. Thực tế đã minh chứng điều này. Về phần mình, Việt Nam cũng tham dự những hoạt động lớn ở một tư thế mới. Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam xác nhận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, các vấn đề khu vực, quốc tế mà Hà Nội, Washington cùng quan tâm, trao đổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt. Thủ tướng cho hay, Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa nguồn cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực. Đáp lại, Tổng thống Joe Biden chia sẻ, cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Ông Biden kể, khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động giới chức Hoa Kỳ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam chặt chẽ và mạnh mẽ hơn nữa. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, với tư cách là một nước phát triển hàng đầu, Mỹ rất mong muốn hợp tác hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển hơn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế thương mại, phòng chống bệnh dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh, Tổng thống Biden cho biết, chính quyền của ông đã vận động Quốc hội Hoa Kỳ phân bổ 21 tỷ đô để tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia trên thế giới về vaccine, thuốc chữa COVID-19, trang thiết bị y tế, cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh phát sinh trong tương lai. Việt Nam muốn Mỹ đóng góp đảm bảo hòa bình ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam cũng mong muốn các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ, hợp tác với ASEAN trong đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần sớm xây dựng các mối liên hệ thường xuyên thông qua tiếp xúc giữa Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN với Quốc hội Hoa Kỳ để củng cố lòng tin, duy trì đối thoại chân thành về tất cả mọi vấn đề trong hợp tác. Gói sáng kiến hơn 150 triệu đô Mỹ dành cho ASEAN. Tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Biden tuyên bố coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ ASEAN-Mỹ và cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, nhân dịp này, Mỹ đã công bố gói sáng kiến trị giá hơn 150 triệu đô
để từ đó thu hút khu vực tư nhân đầu tư hàng tỷ đô và các dự án hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi thương mại đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực y tế, hợp tác biển, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Vị thế mới của Việt Nam. Việt Nam đặt mục tiêu đưa đất nước vươn lên phát triển ở một tầm cao mới mà chúng ta hay gọi là khát vọng phát triển tới năm 2030-2045. Việt Nam đã có được một vị thế mới khi phát triển ổn định thời gian qua, xử lý phù hợp dịch bệnh, hội nhập một cách sâu rộng và được các nước trên thế giới đánh giá cao. Để đạt được khát vọng 2030-2045, cùng với tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế, một trong những trọng tâm của Việt Nam là tranh thủ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Mục tiêu trước mắt là làm sao nối lại được chuỗi cung ứng và có thể phục hồi nhanh ngay sau đại dịch. Còn mục tiêu lâu dài hơn là đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa, có thu nhập trung bình cao, đời sống người dân được nâng lên, tăng năng suất lao động. Tái khẳng định cam kết thúc đẩy vai trò của hệ thống đa phương. Có thể thấy rằng, chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Liên Hợp Quốc có ý nghĩa quan trọng cả về tính biểu tượng và thực chất. Về biểu tượng, chuyến thăm một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam đối với vai trò của ngoại giao đa phương, hệ thống đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, nhất là trong bối cảnh tổ chức này đang đứng trước thách thức phức tạp chưa từng có, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, còn là sự tiếp nối các hoạt động ngoại giao cấp cao của lãnh đạo nước ta tại Liên Hợp Quốc sau khi Việt Nam hoàn thành vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021. Về thực chất, đây là cơ hội rất quan trọng để hai bên trao đổi về các định hướng lớn, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp Quốc sau 45 năm kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này. Trong đó, hai chủ đề được Liên Hợp Quốc quan tâm rất lớn là thúc đẩy quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và việc triển khai thực hiện các cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Với những gì đã và đang triển khai, chuyến thăm làm việc của Thủ tướng tại Liên Hợp Quốc tới đây sẽ thành công tốt đẹp để một lần nữa hình ảnh của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, diễn đàn lớn nhất hành tinh, sẽ lại nổi trội. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!